Nào, bây giờ các bạn thấy là chúng ta có cái phần hàm số chính là một cái phần chênh lệch rất lớn so với cả các bạn của cái phần các bạn sách kia, đúng không? Thì trong cái phần hàm số của chúng ta thì nó sẽ gồm có mấy cái chuyên đề, đúng không? Thì các bạn thấy là bây giờ cái chuyên đề đầu tiên là chuyên đề hàm số và đồ thị. Thì chúng ta đã học xong. Được chưa? Đấy. Chuyên đề thứ hai là chuyên đề hàm số bậc 2 mà các bạn đã học cái buổi hôm trước ấy. Đấy, tuy nhiên là các bạn đang mới dừng ở cái phần vẽ đồ thị đúng không? Hàm số bậc 2. Thế thì bây giờ thầy sẽ tổng gọi là tổng quát lại một lượt cái hàm số bậc 2 cho các bạn nhớ này. Đấy, cái thứ hai là cái thực ra cái vẽ là gọi là sao nhỉ? Nó gọi là đề phòng nó ra thôi chứ còn thực ra thì cái vẽ nó có cái gì đâu. Nào, các bạn hình dung nào, bây giờ chúng ta sẽ ôn cái này một chút này, sau đó chúng ta sẽ phải thẳng tiếp tục cái kiến thức tiếp theo. Không thì chúng ta bị muộn mất nhá. Nguyên tắc cái chiến lược của chúng ta là gì? Học xong sớm. Đúng không? Rồi thầy sẽ hỗ trợ các bạn làm theo đề cương của các bạn hoặc là hỗ trợ các bạn để luyện đề thì các bạn mới làm được. Chứ còn các bạn thấy rút kinh nghiệm của giữa kỳ chưa? Đấy, cứ cho một đằng xong rồi thi một nẻo thế làm sao thi được. Cái thứ hai nữa đấy mấy bạn mấy trường đây là cho cả những phần trường. Đúng chưa? Là mình dùng cái cách mà mình chưa học thì mình sẽ khó rất nhiều đúng không? Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng gọi ôn tập lại một chút. Hàm số như nào gọi là hàm số bậc 2 nhỉ các bạn nhỉ? Y bằng gì? Điều kiện. Đúng không? Rồi. Thế bây giờ cái này nhá, đầu tiên về xét về mặt hàm số nhá. Các bạn sẽ thấy chúng ta có những cái dòng nhận xét gì? Đầu tiên là hàm số nó có cái trục đối xứng đúng không? Đồ thị có trục đối xứng hay là đồ thị nhận x bằng trừ b trên 2a làm đúng không, là trục đối xứng này đấy, đấy là những cái mình cần đấy này. Cái thứ hai mình chỉ cần thuộc cái này thôi xong cứ thế mình làm nhớ. Cái thứ hai là gì, chưa chưa định bảo luôn a lớn hơn không thì bề lõm hướng lên đúng không, a bé hơn không bề lõm hướng xuống đúng không. Đấy, bây giờ mới đỉnh parabol, đỉnh parabol đúng không? Y sẽ là gì? Trừ b trên 2a, xong rồi thay số vào tự ra được cái này. Còn nếu mà thích công thuộc công thức là trừ delta trên đúng không? Cái này thì thực sự luôn là không cần thuộc lắm. Cái trừ delta trên 4a là toàn thay số vào xong rồi viết ra đúng không? Rồi, chính xác. Đấy. Rồi. Thế thì chỗ này nhá thì các bạn sẽ thấy là mình sẽ lập được kẻ được hai cái bảng biến thiên các bạn ạ. Đấy, kẻ cái bảng biến thiên. Bảng biến thiên nhá. Bảng biến thiên này là A dương, còn bảng biến thiên này là A âm. Thì bảng biến thiên nó sẽ xuất phát từ đâu và kết thúc ở đâu? X này, đúng không? Âm vô cùng đến chỗ này là gì? Trừ B trên 2A, bên này là dương vô cùng, đúng rồi. Thì cái chỗ này nó ngửa lên đúng không? Thì chỗ này sẽ là đi từ dương vô cùng đi xuống cái chỗ này là trừ delta trên đi lên đến dương vô cùng. Thì đây là y không? Thì các bạn thấy là hàm số nó sẽ đầu tiên là nó sẽ nghịch biến trước đúng không? Nghịch biến trên cái khoảng từ âm vô cùng cho đến trừ b trên 2a đúng không? Và đồng biến, cái đoạn này có phải đi lên không? Đồng biến trên đoạn từ trừ b trên 2a đến dương vô cùng và bên này thì ngược lại. Đấy, đấy là những cái kiến thức mà các bạn cứ sơ lược nhất là cứ thuộc mỗi cái này thôi. Thầy năm ngoái là thầy cho các anh chị làm là chỉ cần đúng cái bảng này và cứ vừa tra cứu vừa làm đúng cái này thôi, không làm một cái gì khác cả. Đấy, cái này nó sẽ là âm vô cùng đi lên đến trừ delta trên 4a xong đi xuống đến âm vô cùng đúng không? Đấy. Bị thiếu à? Thế vừa lấy được nhìn cái cánh tay kiểu gì, mắt mũi kiểu gì ấy. Sót này. Đây đây để anh in thêm cho. Một. Được chưa? Được chưa các bạn? Đấy. Thế thì bây giờ hàm số nó làm sao đây? Nó sẽ đồng biến trên đoạn từ âm vô cùng đến trừ b trên 2a. Đấy. Và nghịch biến trên đoạn từ trừ b trên 2a đến dương vô cùng. Được chưa? Hiểu vấn đề chưa các bạn? Rồi. Đấy. Thế thì bây giờ đến cái đoạn là vẽ đồ thị thì sao? Đấy. Vẽ đồ thị. Đó, cứ bắt là bảng biến thiên ra đúng không?
Thế vẽ đồ thị thì sao? Vẽ đồ thị thì bây giờ mình phải có cái bảng giá trị đúng không? Bảng giá trị thì có cái gì đâu các bạn ở đây các bạn cứ làm nó quá nó sợ quá. Đồ thị thì chúng ta sẽ có trục trên này là x và trên này dưới này là y đúng không? Y bằng ax bình. Thế các bạn nhớ là ở giữa này, cái giá trị ở giữa bao giờ nó cũng phải luôn luôn có thằng trừ b trên 2a và dưới này là trừ delta trên 4a. Xong bên này mình lấy hai giá trị là x3, x4. Bên này mình lấy hai giá trị là x1, x2. Có hiểu không? Xong mình sẽ được 5 cái. Thì sau khi mình chấm 5 cái điểm đấy vào và cái đỉnh ở đây đấy, thì mình uốn lượn nó kiểu gì thành parabol cho nó đẹp là việc của mình chứ có cái gì đâu. Đúng chưa? Hiểu vấn đề chưa? Đấy, còn đường thẳng thì nó chỉ cần hai điểm nối vào với nhau là xong. Được chưa? Cái này thì thầy không 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 gọi là cái vẽ, việc vẽ các bạn vẽ như nào cho đẹp cho ấy thì các bạn phải ấy thôi. Được chưa? Đúng rồi, cái tùy cái tỷ lệ của các bạn như nào, cái kỹ thuật vẽ này là từ cấp 2 rồi. Hôm trước là cũng ôn lại cái đường thẳng rồi đúng không? Rồi. Đấy thì bây giờ thầy sẽ chia các bạn lại một tí về các cái chia lại cái dạng một chút nhá. Đấy. Đó, hàm số bậc 2 này, chúng ta sẽ có những cái dạng sau này. Ở bảng biến thiên đây. Hôm trước là mới in cái phiếu tự luận thôi đúng không? Đấy, thì mình phải học tiếp. Đúng rồi, nó là bài sau. Tam thức bậc 2, đấy là tam thức bậc 2 nhá. Còn cái em học đang là hàm số bậc 2, hai cái khác nhau. Đấy. Thế nên là mình muốn các bạn là học luôn tam thức bậc 2 nhá. Học luôn đi, xong rồi cái bài nó có cái kiến thức nền rồi thì nó dễ hơn nhá. Đúng rồi, tam thức bậc 2 cũng dễ rồi. Nó bấm máy tính ra hết nhưng những bài chứa m tìm m là hẹo ngay đấy chưa. Rồi ok, nào bây giờ các bạn ghi lại chuyên đề 3, học hết luôn thầy chuyên đề 3 nhá. Chuyên đề 3 học hết cái này gần như là xong chương rồi. Chuyên đề 3 xét dấu của tam thức bậc 2. Nhớ sẽ dấu tam thức bậc 2. Môn nhỏ dấu của tam thức bậc 2. Nhớ, dấu của tam thức bậc 2. Thì đầu tiên tam thức bậc 2 có dạng như nào? Tam thức bậc 2 có dạng fx bằng ax bình cộng bx cộng c mở ngoặc vẫn a khác không, giống cái thằng kia không? Giống hàm số không? Giống hàm số, bản chất nó cũng là thằng hàm số thôi, nhưng mà cái chúng ta cần ở đây không phải là việc vẽ đồ thị, mà cái cần ở đây của chúng ta là cái dấu của nó, dương khi nào, âm khi nào. Các bạn nhớ chưa? Dương khi nào, âm khi nào. Thế thì bây giờ muốn xét dấu của nó, đấy, bài toán chuẩn là bài toán đi xét dấu đấy. Thì ta sẽ thực hiện các thao tác như sau. Bước 1 các bạn phải xét delta bằng b bình trừ 4ac. Và đến đây thì chúng ta sẽ có 3 trường hợp xảy ra. Nhá, 3 trường hợp xảy ra. Delta đầu tiên nhỏ hơn 0 trước. Đấy, bao giờ cái trường hợp nào dễ làm trước, khó làm sau. Delta nhỏ hơn 0 thì suy ra fx luôn cùng dấu với a. Đấy, a khác không nhé các bạn nhé, a khác không nghĩa là a dương hoặc âm thôi. Thì các bạn có thể suy ra được là a nhân fx có phải luôn lớn không không với mọi x không. Đấy, đấy là cái cách là ký hiệu lớn hơn không với mọi x. Đấy chưa? Dấu sao thứ hai, delta bằng không, delta bằng không thì fx nó không có chữ luôn nữa, nó chỉ có chữ cùng dấu.
với A khi x khác. X khác gì biết không? Đúng rồi, cái thằng trừ b trên 2a đấy. Đấy, và chúng ta viết dưới dạng ký hiệu là a nhân fx sẽ lớn hơn 0 với mọi x khác trừ b trên 2a. Đấy. Vì tại trừ b trên 2a nó sẽ là bằng 0 rồi. Đúng không? Và trường hợp thứ 3, delta lớn hơn 0 thì sao? Delta lớn hơn 0 thì suy ra phương trình fx bằng 0 có hai nghiệm phân biệt x1 nhỏ hơn x2. Khi đó mình nhớ đến câu khẩu quyết đó là gì? Trong trái ngoài cùng. Đấy, nhưng mình phải hiểu cái nghĩa là sao? Nghĩa là ở đây chúng ta sẽ có hai nghiệm x1 bé hơn x2 đúng không? Thì trong khoảng hai nghiệm ấy, trong khoảng này thì fx sẽ trái dấu với trái dấu với a, ngoài thì đọc cùng dấu. Có hiểu chưa? Có hiểu thế nào cái trong trái ngoài cùng chưa? Đấy, ví dụ bậc nhất thì nó có phải cùng trái khác. Đấy, ví dụ như thế, nhưng mà các bạn chưa học thì các bạn cứ bình tĩnh. Được chưa? Đấy, đây là cái nội dung của tam thức bậc hai. Thì ví dụ như bài này mình chỉ cần nắm như này thôi. Nhưng vấn đề là cái dạng của nó được vận dụng vào trong những cái bài nào, đúng không? Đấy, thì nó mới là cái vấn đề. Ví dụ nó bảo chứa mờ chứa miếc là các bạn thấy, các bạn mà làm lơ mơ là ấy ngay. Rồi, để thầy sẽ bài tập thiếu gì đâu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đúng không? Bác ấy ra dập giúp anh ấy. Nào, bây giờ thầy sẽ bắt đầu đi từ dạng dễ đến dạng khó cho các bạn nhá. Được chưa? Còn cái hai nhỏ mình ghi lướt qua cái hai nhỏ một tí. Đấy. Xong chưa? Hai nhỏ. Đó là bất phương trình bậc nhất hai ẩn, à bậc nhất một ẩn. Bậc 2 một ẩn nhé, bậc 2 một ẩn. Bất phương trình bậc 2 một ẩn thì nó sẽ có dạng là gì? Dạng của nó sẽ là ax bình cộng bx cộng c, và cái dấu ở đây sẽ là một trong bộ bốn dấu lớn hơn, bé hơn, lớn hơn hoặc bằng, bé hơn hoặc bằng 0. Được chưa? Đấy, nó một trong bộ bốn dấu đấy. Và khi chúng ta làm thì chúng ta sẽ có cách thứ nhất, cách số 1, đó là chúng ta vận dụng tam thức bậc 2 ra để giải. Vận dụng tam thức bậc 2. Cách số 2 là chúng ta sẽ bấm máy tính cho nó nhanh. Bấm máy tính bất phương trình thì hôm trước cũng đã dạy rồi các bạn, đúng không? Đúng rồi. Bây giờ đến bây giờ thời điểm này rồi thì chắc là không bạn nào dùng ES nữa nhá. Tất cả dùng VN trở lên nhá. Dùng ES bây giờ là kiểu nó bị thiệt luôn ấy. Dùng máy tính ES đi. Tức là máy tính của chúng ta thì nó có loại VN với cả loại ES. Thì loại ES thì nó không có bất phương trình, mà loại VN trở lên, 580 VN hay 570 VN thì đều có cái giải, đúng không? Đấy, đúng rồi, máy như kiểu của Bình An ấy mà có chữ ES là nó không có giải bất phương trình. Thì đi thi nó sẽ bị FX570 VN, được chưa? Đấy, cái này là 580 VN. Đấy, hầu như các bạn là giải cái ấy rồi. Máy của em là có bất phương trình. Nhá, đấy. Nó có nhá. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với dạng số 1 nhá. Các dạng bài tập dạng 1 này, gạch đi dạng 1 rõ ràng này. Đấy, dạng 1 là đi làm xét dấu. Xét dấu của tam thức. Xét dấu của tam thức thì mình sẽ phải trả lời là nó dương khi nào, nó âm khi nào. Các bạn hiểu chưa? Đấy, nó dương khi nào, nó âm khi nào thì mình cứ đi xét delta bình thường thôi. Ví dụ câu 1 này. Câu 1, fx bằng trừ x bình cộng 5x trừ 6, đúng không?
Thì các bạn làm đúng như cái lý thuyết mà vừa nãy mình ghi thôi, bởi vì đây là bài toán xuôi. Các bạn sẽ xét delta bằng cái gì? Nhẩm hay là ấy cũng được, b bình trừ 4ac này 25 trừ đi 4 nhân với âm 1 nhân với âm 6 bằng 49 không? Làm gì? Làm từ từ bình tĩnh nào. Đúng không? Có này phải cái này lớn hơn không không? Đúng chưa? Đấy, xét phải xét theo delta từng bước một. Đúng chưa các bạn? Đấy. Đấy, các bạn có thể lấy cái phiếu đấy, đề lấy trong phiếu đấy ra đấy nhá. Các bạn đã hiểu đoạn này chưa? Đấy chưa? Chứ không phải đi tìm nghiệm nữa, các bạn cứ quanh quanh đi tìm nghiệm là sai nhá. Đây là cái xét dấu, mình phải trả lời rõ ràng, mình làm từng bước. Còn không các bạn làm thì kiểu kia thì các bạn kẻ mỗi cái trục ra. Các bạn bấm ra được nghiệm là gì? Sao delta bằng 1, em bấm delta ở đâu? Máy tính của em có cái chức năng bấm delta? À ừ nhỉ. Hình như là thầy bấm nhầm như sao ấy đúng không? Chỗ này là trừ trừ đúng không? À hai dấu trừ thì lại thành cộng rồi đúng không? Vậy thì chỗ này thành 1. Ừ rồi, ok thầy nhầm nhá. Nào. Rồi, chúng ta sẽ được nghiệm là gì các bạn ơi? Bấm nghiệm như này nào. Bây giờ delta lớn hơn không? Suy ra phương trình là có hai nghiệm đúng không? Suy ra phương trình fx bằng 0. Có hai nghiệm. X1 bằng 2, X2 bằng 3. Đây có phải 2, 3 không? Trong trái dấu A, A là âm hay dương? A là âm. Ừ, A âm, vậy trong trái dấu thì trong sẽ? Ngoài. Đúng không? Phương trình có 2 nghiệm X2 như này đúng không? Vậy các bạn sẽ suy ra. Hai, bắt đầu đến đây trả lời luôn này. Fx dương khi nào? Khi x thuộc 2 đến 3. Hiểu vấn đề chưa? Đấy là xét dấu đây. Nó hỏi xét dấu đã, tức thì mình trả lời nó dương, nó âm khi nào? Fx nhỏ hơn 0. Đấy, bằng 0 trả lời rồi này. Lớn hơn 0 trả lời rồi này. Bé hơn 0 trả lời rồi này. Khi x làm sao đây? Khi x thuộc đoạn từ đâu đến đâu? Âm vô cùng đến. Đến 2. Hợp với từ 3 đến dương vô cùng. Xong chưa? Đấy, thế là có điểm rồi. Nó có hiểu không? Các bạn có hiểu đoạn này không? Rồi, ok, tiếp tục đến đoạn không hiểu đây. Nào, nhìn vào câu 3 của phần tự luận dạng 1. Mở dạng 1 ra trang số 5 ấy, nó ở cái page 3 ấy. À, bây giờ ví dụ như câu 3, câu 4, câu 5 nhìn nó có khó giải không? Câu 5 bị lỗi phông à? Nếu tôi được, câu 5 lỗi phông thì bỏ. Ví dụ như câu 3, câu 4 có biết làm không? Vậy trên lớp bạn Linh học chưa? Ví dụ xét dấu của dạng đấy học chưa? Thôi kệ, tập trung. À, hiểu chưa? Đây là thầy đang hỏi những bạn mà đã học rồi ấy, đã biết làm cái này chưa? Vậy như vậy là dạng 1 còn chưa nên hồn đúng không? Chưa nói đến dạng 2, ok. Mắc ấy. Hả? Mắc, ấy mắc đoạn nào? Cái đoạn hỏi. Trong trái ngoài cùng áp dụng vào cái câu vừa làm ấy nó. Đấy, thì có phải có hai nghiệm là 2 với 3 không? Thì đây là bên phía bên trong và bên này phía bên ngoài không? Em nhìn thấy cái A ở đây là âm hay dương? A là âm. A âm thì trong trái dấu A là trong mang dấu dương, ngoài mang dấu âm. À. Hiểu chưa? Trong trái ngoài cùng là cùng dấu, các bạn nhìn thấy đoạn này thấy viết này, trái dấu với A đúng không, trái dấu A này, thấy chưa, đây cùng dấu A này, cùng dấu A này, thêm vào cho nó nhớ này, được chưa? Chứ nhiều khi là trong trái ngoài cùng mình chẳng biết là trái trái cùng cái của cái gì đúng không, trái dấu và cùng dấu A. Rồi bây giờ mình ghi câu, các bạn thích câu nào, là câu thích câu 3 hay câu 4 nào? Rồi thầy sẽ chữa câu 3, bởi vì câu 3 nó sẽ đầy đủ hơn nhá. Câu 3 sẽ đầy đủ hơn. Câu 3 nhá, các bạn sẽ xét dấu như sau này. Đây thầy viết lại đề bài đã. Thì các bạn cũng viết lại đề bài cho các bạn. Bạn viết này, ta có này. 2x bình trừ x trừ 1 bằng 0 khi và chỉ khi x bằng mấy? Giải ra nào.
x bình trừ 4 bằng 0 khi và chỉ khi x bằng mấy? Âm 1 phần 2 với 1 đúng không? Còn dưới đây là gì? 2 với trừ 2 đúng không? Ok. Đấy, sau khi tìm nghiệm xong chúng ta ghi là lập bảng xét dấu. Nha. Còn trắc nghiệm thì thầy sẽ dạy cái kỹ thuật khác. Còn bây giờ tự luận thì các bạn phải có cái bảng xét dấu. Cái bảng xét dấu nó sẽ như sau. Dòng đầu tiên các bạn ghi x. Dòng thứ hai các bạn ghi đúng cái phương trình mà chúng ta vừa ấy. 2x bình trừ x trừ 1. Dòng tiếp theo các bạn ghi cho thầy x bình trừ 4. Và dòng tiếp theo nữa các bạn ghi fx. Đấy, là tất cả các bạn đợi nhau nhé. Tất cả cùng đến đoạn này này, thầy dạy cách điền vào cái bảng này là xong rồi. Điền cái bảng này xong, kết luận là xong rồi. Thầy dạy các bạn cách điền nhé. Nào xong chưa? Tất cả kẻ đến đây xong rồi bắt đầu ngồi nhìn, hướng dẫn, mở mắt lên đây nhìn. Biết điền cái này xong cái, điền câu 4 phát là tự điền được câu 4. Tự điền được câu 5. Đấy. Xong chưa các bạn? Xong chưa các bạn? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ điền này. Các bạn thấy tất cả các nghiệm của chúng ta điền từ bé đến lớn vào đây. Đầu tiên âm vô cùng này, thì điền âm 2. Xong rồi đến âm 1 phần 2. Rồi đến 1. Rồi đến 2, rồi đến. Hiểu chưa? Hiểu cách điền dòng này chưa? Dòng này không có vấn đề. Nào, dòng đầu tiên nó bằng 0 tại đâu? Trừ 1 phần 2 và 1. Thì các bạn viết số 0 ở đây. Dòng thứ hai bằng 0 tại âm 2 và 2. Được chưa?
Hiểu vấn đề chưa? Rồi. Nào đấy. Nào, xong chưa? Bình An hiểu chưa? Tất cả các bạn ok rồi đúng không? Bây giờ bắt đầu đến cái đoạn này điền, nó rất quan trọng này. À, ví dụ các bạn thấy là ở đây là cái mẫu số của chúng ta là x bình trừ 4 đúng không? Thì ví dụ như mẫu bằng 0 thì có phải vi phạm điều kiện xác định không? Dưới cái số đấy ăn hai gạch. Vi phạm điều kiện xác định cho ăn hai gạch. Hiểu chưa? Còn những cái thằng này em nhìn này, những thằng khác này ăn một gạch thôi. Ăn một gạch thôi. Đấy, một gạch là tôi không quan thằng kia bằng không rồi, tôi không xét các thằng khác nữa thì tôi cho một gạch. Một gạch là không xét, còn hai gạch là vi phạm điều kiện xác định. Còn đây tử bằng không thì có phải là cả phân số đấy bằng không không? Hiểu chưa? Đấy, nhìn rất gọn gàng đây, đúng không? Câu chuyện đúng không? Đấy, nào điền đến đoạn này xong chưa? Rồi nào, điền nốt vào đi, điền như khi nào hết thắc mắc đi. Nhớ bên ngoài. Em nhìn hai gạch một gạch là em không hiểu đúng không? Không, hiểu mà. Thế thì em thắc mắc đoạn nào đấy em hỏi. Ý là nói lại, ý là nói lại cho chắc đấy. Nói lại cho chắc. Dòng đầu tiên nhá. Bằng không ở đâu thì ghi không ở đấy. Dòng thứ hai bằng không ở đâu ghi không ở đấy. Dòng thứ ba là thằng nào vi phạm điều kiện xác định cho ăn hai gạch. Còn lại thì cho thằng khác bằng không. Còn cái chỗ này ví dụ thằng này bằng không rồi thì trên thằng này không xét nữa thì ăn một gạch. Thằng này bằng không ở đây rồi thì ở dưới ăn một gạch. Với sau nó viết không phải là mỗi hai dòng này đâu mà 4 5 dòng cơ. Hỏi chưa? 4 5 dòng xét dấu 4 5 dòng cơ. Nhá. Rồi bây giờ các bạn nhìn vào dòng này. Có phải có hai nghiệm không? Trong trái ngoài cùng. A dương hay âm? Vậy trong trong khoảng hai nghiệm thì sẽ là dấu âm ở đây được chưa? Dấu âm ở đây được chưa? Bên ngoài này sẽ dương. Có hiểu thế nào trong ngoài cùng không? Đây này, trong khoảng hai nghiệm này nhìn giữa giữa hai số 0 này là điền dấu trừ này. Kép nào? Không có nghiệm kép thì đây nghiệm kép nào? Nghiệm kép thì delta nó phải bằng không chứ. Đây là có hai nghiệm phân biệt rõ ràng, kép đâu mà kép. Đúng không? Nào tiếp này. Ở đây A dương hay âm? A bằng 1 dương đúng không? Vậy giữa hai nghiệm này trừ hết. Hiểu chưa? Có phải đây là hai nghiệm không? Hai nghiệm không hai bên không? Thì ở giữa nó là dấu âm hết. Bên ngoài là dấu cộng. Ok chưa? Nào dòng này đếm số dấu trừ. Đếm số dấu trừ nha. Hay dạy cách là đếm số dấu trừ chứ các bạn cứ ngồi dương dương âm âm mà nó 4 5 cái là chẳng biết cái gì một lần, đúng không? Số dấu trừ mà chẵn thì nó sẽ là dương bởi vì nó sẽ triệt tiêu đi nhau. Số dấu trừ là chẵn thì nó sẽ ra dương mà số dấu trừ là lẻ thì nó sẽ ra âm. Đây này, các bạn nhìn đếm này, ở trên này có mấy dấu trừ đây? Dòng được cột đầu tiên. Không có dấu trừ nào cả. Thì là dương. Tiếp số dấu trừ đây mấy dấu trừ? Âm. Hai dấu trừ. Một dấu trừ. Đây. Xong. Hiểu vấn đề chưa? Bây giờ mình sẽ kết luận. Đấy, kết luận. Fx lớn hơn 0 khi nào? Khi x thuộc. Đấy, nhìn này. Có phải đoạn nào dương thì mình lấy không? Đấy, âm vô cùng đến trừ 2. Đấy, đóng ngoặc tròn vào. Hợp với âm 1 phần 2 đến 1 đóng ngoặc, hợp với 2 đến dương vô cùng. Đấy, fx âm. Đấy, fx âm khi nào? Khi x thuộc trừ 2 đến âm 1 phần 2 hợp với
sóng. Hiểu chưa? Đấy. Xong chưa các bạn? Rồi, thế thì các bạn thấy như ví dụ câu 4 chẳng hạn. Câu 4 thì các bạn thử tự vẽ cho thầy cái câu 4 và xem nào. Tự làm câu 4 xem nào. Câu 4 thì nó không bị vi phạm điều kiện xác định thôi, đúng không? Bởi vì nó là nhân ở hàng ngang, nó không có phân số. Bạn thử 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 làm câu 4 xem. Đấy. Các bạn cứ lần lượt từng tìm nghiệm ra một đúng không? Bước 1 tìm nghiệm. Bước 1 tìm nghiệm ra. Bước 2 kẻ bảng, biến xét dấu. Kẻ bảng xét dấu thì nó gồm từng dòng một, mình điền từng dòng một. Bước 3 thì dựa ở trên bảng để kết luận.
Các bạn cứ có cái kiến thức nền, có cái công thức nền thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn những cái dạng bài mà trên lớp các bạn gặp nó dễ, hiểu không? Các bạn chưa học cũng dạy nó rất là khó đấy, bởi vì các cái này chỉ là cái nền thôi, xong bắt đầu trên trường mỗi giáo viên lại thích hỏi một kiểu đấy. Diệu An điền vẫn chưa khớp này, điền từng dòng một, dòng đầu tiên điền được chưa, điền đủ các nghiệm chưa? Alo, dừng. À, chúng ta nhìn ở đây nào. Bác ơi, thôi để nhìn các bạn nhìn đây để chữa một thể nào. Đấy. Các bạn xét nghiệm rất là lung tung. Nào, các bạn nhìn đây. Xét dấu sai nhá. Là bước 1, các bạn giải phương trình này. Đấy. Giải, các bạn nhớ là phải bấm máy tính có chức năng giải phương trình bằng 2. Chứ không phải bấm shift sâu nhá. Ta có này. 3x chứa x bình bằng 0. Thì tương đương với bấm máy tính ra được x bằng 0, x bằng 3 đúng không? Tức là cái trường hợp này trường hợp hai nghiệm, trường hợp delta lớn hơn 0, nhớ chưa? Thầy viết đây để cho nó dễ nhớ thôi. Trường hợp thứ hai là x bình trừ 6x cộng 9 bằng 0. Thì các bạn giải ra được nó chỉ tương đương với x bằng 0, x bằng 3 thôi. Thì đây là trường hợp delta bằng 0 nó mới có nghiệm kép, nhớ chưa? Thì nó sẽ luôn cùng dấu với A. Có hiểu không? Luôn cùng dấu với A. Thì nó phải điền phun dấu cộng chứ các bạn điền tự dưng điền sai. Đây đúng không? Chúng ta nhìn này. X này nhập vào đây âm vô cùng này, nhập đây là 0 này, nhập đây là 3 này, dòng vô cùng, dòng đầu tiên là 3x chứa x bình, dòng thứ hai x bình trừ 6x cộng 9, dòng thứ ba là fx, được chưa? Đấy, bạn Thái An ở dưới đã chữa kịp cái đoạn này làm đúng chưa em? Rồi bây giờ bắt đầu điền nhá. Có phải thằng này bằng 0 tại hai cái này không? Còn thằng này bằng 0 ở đây thôi không? Thì chỗ này là từ từ không gạch vội, bây giờ dòng này điền này bằng 0 chỗ này và bằng 0 chỗ này chưa? Còn đoạn này gạch tôi không xét được chưa? Đấy, đoạn đấy bắt đầu điền dấu này. Thấy A ở đây âm hay dương? A âm thì trong trái ngoài cùng, hiểu chưa? Còn cái này là nghiệm kép đây này, nghiệm delta bằng 0 thì luôn cùng dấu với A thì phải dương 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 hết, nhớ chưa? Những cái thằng có một nghiệm thôi là dương hết. Nhá. Đấy, thì bây giờ đến chỗ này có phải âm không? Chỗ này dương và chỗ này âm không? Vậy thì kết luận chúng ta là đề bài nó hỏi là fx dương khi nào? Fx dương khi xong rồi. Hiểu chưa? Đấy. Không đến 3 thôi là xong. Thế có cái gì đâu, nhìn có dễ không? Đấy. Hãy chữa vào nhá. Hãy nhớ là cái trường hợp có một nghiệm, tức là delta nó thế nọ thế kia ấy. Thank you.
Được chưa các bạn? Chưa đến những cái phần mà nó khó hiểu nữa đâu. Đấy, là bây giờ đến dạng 2 nhá. Dạng 2 là sẽ là người ta sẽ yêu cầu đi giải bất phương trình. Bất phương trình thì các bạn sẽ thường thấy là đây này, các bạn nhìn cái để kéo xuống cái dạng 2 đi. Giải bất phương trình thì đấy. Cách 1 dễ đúng không? Dễ là gọi là giải luôn. Còn không thì bắt đầu nó sẽ phải đặt ẩn phụ rồi rất nhiều thứ lằng nhằng khác, đúng chưa bạn? Hãy giải bất phương trình. Nào bây giờ các bạn nhìn ví dụ như con nào con 5 đúng không? Các bạn dở phiếu ra chưa? Nhìn con nào khó, con nào dễ là để chúng ta làm. Con 6 chắc là nhìn không có hướng nhất. Thì là không có hướng nhất thôi chứ còn vẫn có thể giải được nhá, vẫn có thể giải được đây, vẫn giải quyết được nhá. Dạng 2 ở trang số phần tự luận ấy, trang số 6. Ở đấy. Ví dụ câu này, câu 1 chẳng hạn. Nó mà giải đúng không? Giải bất phương trình. Thế đi thi chắc chắn nó không có câu kiểu như này đâu. Nó chỉ hỏi các bạn thôi, giải bất phương trình các bạn được phép bấm máy tính rồi mà. Trừ 3x bình cộng 2x cộng 1 nhỏ hơn 0 đúng không? Các bạn ở đây bấm máy có ra được luôn không? Đúng chưa? Bấm máy ra được luôn. Nếu mà trình bày mà theo kiểu mà giáo viên bắt bẻ ấy, thì nó sẽ như này. Giáo viên bắt bẻ thì sẽ làm như này. Xét delta bằng bao nhiêu? Ở thì là bằng bao nhiêu ở trong này? 4 trừ đi trừ 3 nhân 1. Còn 4 nữa nhỉ? Nhân 4 nữa. Thì có phải là trừ trừ thành cộng không? Bằng 16. Đúng không? Lớn hơn 0. Vậy thì suy ra phương trình fx là làm được tách ra nhiều lớp 9. Okay. Em thích em tách lớp 9 đi. Em tách hộ lớp 9 xem cái xem nó ok hay không. Em tách thử xem. Ừ thì mời em tách. Riêng cái lớp 9 chứ, hai cái nhân với nhau bé hơn 0. Thì có nghĩa là hai thằng trái dấu, vậy thằng nào dương thằng nào âm. Lại có phải chia trường hợp không? Nên là lằng nhằng rất nhiều. Đúng rồi, đấy là cái trường hợp bấm luôn. Đúng chưa? Đây, bọn em được phép là bấm luôn đối với những câu như này. Tại vì đối với bây giờ làm tối ưu nhất chỉ có bấm luôn. Nhưng mà đây là đang trình bày tự luận ok nhất cho các bạn. Thì chúng ta vận dụng cái tam thức bậc 2 vừa nãy chúng ta làm. Vậy chúng ta sẽ suy ra được là trừ x mũ 3 x bình cộng 2 x cộng 1 đúng không? Bằng 0. Có hai nghiệm phân biệt. Đúng không? Là bao nhiêu? Là x1 bằng mấy và x2 bằng mấy? Bấm ra được nghiệm là gì? Ừ, đúng không? Nghiệm phương trình bằng 0 là được nghiệm. Âm 1 phần 3 viết trước và một nghiệm là 1 đúng không? Đúng không? Bây giờ chúng ta kẻ một cái trục ra nháp. Chúng ta viết là âm 1 phần 3 với 1. Trong trái dấu là trong dương hay âm? Trong dương ngoài. Hiểu vấn đề không? Chúng ta nhẩm như thế và chúng ta sẽ suy ra được là đặt tên cái là sao. Sao tương đương với. Đấy. Đúng chưa? X làm sao đây? X thuộc. Đây, nó âm đúng không? Âm vô cùng đến trừ 1 phần 3 hợp với 1 đến. Hiểu chưa? Tức là mình sẽ có cái đoạn xét dấu ở nháp như này này. Mình sẽ nói phương trình phân biệt đây. Và đúng không? Xét đây là hệ quả của tam thức bậc 2 đúng không? Thì các bạn giống như cái bài vừa nãy, các bạn hình dung như này này. Tam thức bậc 2 là mình phải kết luận đầy đủ là nó dương khi nào, nó âm khi nào. Còn giải bất phương trình là mình chỉ kết luận là lúc nào nó âm hay là lúc nào nó dương, tức là nó hỏi dương hay hỏi âm thì mình kết luận thôi. Có hiểu chưa? Còn cái tên đề bài vừa nãy là xét dấu thì phải trả lời rõ là dương lúc nào, âm lúc nào. Hiểu chưa? Còn ví dụ như bài này nó âm lúc nào thì mình trả lời lúc đấy thôi. Hiểu chưa? Đấy. Thực ra nó cũng chẳng gọi là ấy lắm, thì bây giờ mình bấm máy cũng được. Đúng rồi, chính xác. Nên những cái con này được bấm máy đúng không?
Ví dụ như câu như vậy câu 1, câu 2, câu 3 có làm giống nhau không? Bạn khoanh ba câu đấy vào bảo làm giống nhau. Thế câu 4 làm nào? Hả? Câu 3 nó bảo tìm tập xác định thì có phải cho biểu thức đấy lớn bằng không không? Tức là cho dưới đấy thì nó vẫn dạng như vậy. Thấy chưa? Đấy, tìm tập xác định dưới dấu căn bậc 2. Đúng không? Dưới dấu căn bậc 2 thì biểu thức dưới dấu căn là phải lớn hơn hoặc bằng không? Thì có phải là lại trở thành bài toán bình thường không? Rồi. Thế bây giờ câu 4 thì làm cách nào nào? Ôi giời, nhân bung ra. Nhân bung ra ra bậc 4 à? Các bạn nhìn thấy x bình trừ x xuất hiện hai lần chưa? Đặt x bình trừ x bằng t. Đúng chưa? Thì nó là t bình cộng 3t cộng 2. Giải ra được t xong lại giải tiếp cái điều kiện của t đấy. Hiểu vấn đề chưa? Rồi, đấy, đấy là những cái dạng đặc trưng nhất nhá. Nghe nghe nói như thế bạn có thể viết bên cạnh này. Ghi bên cạnh là đặt x bình trừ x bằng t. Đúng chưa? Đấy. Câu 5 làm nào? Đấy, thấy chưa? Câu 5 nhá. Câu 5 này nó làm nó không giống như mình không được phép nhân chéo các thứ đâu nhá. Mình phải quy đồng. Làm từng cái một là từng cái nào. Bây giờ chữa cho câu 5 nhá. Đấy, chữa cho câu 5 cẩn thận này. Câu 5 này các bạn. Đấy. Câu 5. X bình cộng x trừ 1 trên x trừ 2 lớn hơn 1 trên x bình trừ 1 trừ x cộng với x mũ 3 trừ 2x trên x bình trừ 3x cộng 2. Đấy, cái này vận dụng kiến thức lớp 9 của các bạn thi này. Đó là kiến thức rút gọn, chuyển về một vế, quy đồng đúng không? À, thằng đầu tiên này. Ui, con này mệt thế nhỉ? Con này các bạn xử lý thằng bên này trước đi. Thằng bên này nó sẽ thành gì đây? 1 trên x nhân x trừ 1 à? Cộng với thằng này là gì? Thằng này không biết rút gọn được không chứ? Hình như không rút gọn được x mũ 3 trừ 2x. Ở dưới này bấm máy tính có phải thành x trừ 1 nhân x trừ 2 không? Thế x trừ 2 lại là giống với thằng này. X trừ 1 ở đây thì phải nhân... căng nhờ, từ để xem nào. Khả năng là vẫn phải giải quyết hay đang muốn là rút gọn nó đi. Rút gọn nó đi xong rồi mình vẫn phải chuyển về một bên. Đúng không? Vẫn phải chuyển về một bên. Thì tương đương các bạn này, thôi các bạn làm. Nào, chuyển hết về một bên nhá. Các bạn thấy ở chỗ này đang là x trừ 2 thì cái mẫu số chung của chúng ta sẽ phải là x nhân x trừ 1 nhân x trừ 2 đúng không? Thì bây giờ cái thằng trên này sẽ phải nhân thêm cái gì? Có phải nhân thêm với x không? Và x trừ 1 không? Đúng chưa? Có hiểu không? Tại vì mẫu của chúng ta chỉ có x trừ 2 thôi. Đúng không? Đấy. Sẽ trừ đi này. Đấy. Thằng này là 1 này. Ở dưới mẫu là x nhân x trừ 1 rồi. Nó chỉ thiếu x trừ 2 thôi. Thì thằng tử có phải là x trừ 2 không? Đúng không các bạn? Có hiểu là này không? Cái người sợ không hiểu nhất là Diệu An hiểu không? Ồ ok. Nào tiếp, cái đoạn này nhân với gì nào Diệu An? Hay thiếu cái gì nhân với cái gì nào? Đúng rồi, thiếu x, nó có x trừ 1, x trừ 2 rồi thì nó sẽ cộng với gì? À không, nó vẫn là trừ ấy, không phải cộng đâu. Tại vì nó chuyển vế sang mà, đúng không? Nó thành x mũ mấy? Trừ... Đúng rồi. Và cho cả cục này lớn hơn. Dưới mẫu của chúng ta là x nhân x trừ 1. Nhân x trừ 2. Có hiểu không? Có hiểu không các bạn? Rồi, ok. Đoạn này đấy, là một phát quy đồng nguyên mấy cục vào với nhau ấy. Bây giờ này khó mỗi đoạn này nhân thôi. Nhưng mà nhân bung ra là trừ đi được x mũ 4. Đã mất được x mũ 4 nhá các bạn nhá. Là nhân bung ra nào, tương đương với nào. X bình nhân x. Đúng rồi, x mũ 4. Cộng tiếp cái thằng này này, cộng với x nhân x nhân x là cộng với x mũ. Rồi tốt. Trừ x bình rồi tốt.
tiếp, bây giờ nhân tiếp cái đoạn thằng này nhá, x bình nhân x nhân trừ 1 trừ x mũ 3 tiếp chỗ này x nhân x trừ x bình, đúng rồi, trừ 1 nhân x trừ 1 cộng x, đúng rồi, trừ x cộng 2 trừ x mũ 4 hơi tốn giấy. Nào bắt đầu gạch thằng nào đi này. X mũ 4 x mũ 3 trừ x bình trừ x bình cộng 2 x bình cộng x trừ x còn mũi 2. Ok chưa? Ok chưa? Nào dễ chưa? Đấy, mỗi tội là nhân nó hơi mệt một tí đúng không? Đến đây là đố biết làm gì nữa này. Cái này dương đúng không? Tương đương với có phải là mẫu nó phải dương không? Nhìn thấy quen chưa? Lắp bảng... ta sẽ điền những cái số nào ở đây? Điền cẩn thận nhá, thì là phải điền cả x. Đúng rồi. Nhưng mà nó không thể hiện được cái dấu cộng trừ ở đây. Mình phải đếm dấu cộng trừ cho nó đỡ dối. Con cái ở dưới là x nhân x trừ 1 x trừ 2 đúng không? Hoặc các bạn đặt fx tùy. Nào, chúng ta sẽ điền các nghiệm đầu tiên là số 0 này. Âm vô cùng đúng không? Đến 0, đến 1, đến 2 và đến dương vô cùng. Thì có vậy x bằng 0 ở đây không? Dòng thứ 2 điền số 0 ở đây. Và dòng thứ 3 điền số 0 ở đây. Đấy. Cái này bằng 0 tại đây và tại đây. Thấy 3 dòng bắt đầu nó dối hơn chưa? Nhìn kỹ này. Không ở đây, không xét hai thằng này. Thằng này không ở đây, không xét hai thằng này. Thằng này không ở đây, không xét hai thằng này. Ok chưa? Mới điền này. Đối với hàm đây, các bạn nhìn thấy đây có phải hàm bậc nhất không? Thì cái câu khẩu quyết ở đây là phải cùng trái khác. Bên phải sẽ cùng dấu với A, cái này A dương hay âm? Phải cùng trái khác. Hiểu chưa? Phải cùng trái khác tiếp dưới này. A dương hay âm? Vẫn dương đúng không? Vậy bên phải vẫn là dấu cộng, bên trái là dấu trừ. Cái dưới này vẫn là bên phải dấu cộng, bên trái dấu trừ. Ok chưa? Đếm số dấu trừ này. 1, 2, 3 dấu trừ. Vậy cuối cùng chỗ này là âm hay dương? Âm, 3 dấu trừ. Cuối cùng đây mấy dấu trừ? Dương. Âm. Ok, nó cần dương đúng không? Thì suy ra hay là sao tương đương với đấy, mình thấy cái đoạn này dương chưa? X của chúng ta sẽ thuộc đoạn từ 0 đến 1 hợp với đoạn từ 2 đến dương vô cùng. Thấy chưa? Thấy cách làm cấp 3 chưa? Đấy, cấp 2 và xét trường hợp đến bao giờ xong. Đúng chưa? Còn khi mà các bạn làm trắc nghiệm thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn cách khác nữa cơ. Nhanh hơn rất nhiều, trắc nghiệm thì nó không cần đấy như này, còn tự luận kẻ bảng này là mất thời gian rồi. Kẻ một cái trục thôi là xong. Đấy. Ví dụ thầy dạng thì chỉ cần như này, kẻ trục ra 0, 1, 2, dương, âm. Đấy, kết luận xong. Nhưng mà tại sao kẻ được như thế? Đấy, nguyên lý đấy. Thì để chúng ta làm tự trắc nghiệm. Hướng dẫn cái đấy. Nhá. Chứ bây giờ hướng dẫn nó loạn. Còn các bạn có hiểu cái cách điền này chưa? Đấy. 3 dòng, bậc 2, bậc nhất. Ok, về đấy, mời các bạn chữa vào nhá. Đấy. Nào, có bạn nào thử sức con 6? 9:15 mà. Ngồi thử sức một tí câu 6. Nào, giải quyết nốt câu 6 nhá. Nghe nốt không? Nghe nốt câu 6 không? Nốt câu 6 nghỉ nhá. Đấy. Hay không?
Nào ok nhá, nào câu 6 này, câu 6 cách làm này. Câu 6 lúc đầu thầy nhìn qua thì cũng không biết hướng. Nhưng mà mình phải bình tĩnh, mình tách được thì mình phải tách x bình trừ 4 nhân x bình cộng 2x nhỏ hơn hoặc bằng 3 nhân x bình cộng 4x cộng 4. Bây giờ nếu các bạn mà nhân bung cái này vào thì có phải nó ra bậc 4 không? Đấy là cái điều tối kỵ khi chúng ta giải, thấy chưa? Điều tối kỵ đó là nhân bung ra để nó thành bậc 4 thì khó giải quyết. Nào, bây giờ chúng ta sẽ tách cái này là thành x trừ 2 nhân x cộng. Đúng rồi, cái này thành gì? X nhân x cộng 2 không? Nó bằng cái này 3 có vẻ thành x cộng 2 tất cả bình không? Đấy. Các bạn mà làm mất phương trình mà các bạn chia cả hai vế là gãy luôn nhá. Tuyệt đối không được chia nhá. Các bạn thấy x cộng 2 ghép x cộng 2 và có x cộng 2 bình không? X này nhân cái này không? Thì ta có thành x bình trừ 2x. Đấy, cái này nhân đến cái này. Còn cái này là x cộng 2 tất cả bình. Trừ đi 3 nhân x cộng 2 tất cả bình. Nhỏ bằng. Hiểu chưa? Hiểu vấn đề chưa? Nhỏ bằng 0. Đấy, vậy thì ta có x trừ 2. À, x cộng 2 tất cả bình đặt ra ngoài, nhân từ chung rất là ngoài, từ viết lại cho nó xấu ạ. À. X cộng 2 tất cả bình đặt ra ngoài, bên trong có phải còn x bình trừ 2x trừ 3 không? Bây giờ kẻ bảng được không? Kẻ bảng được chưa? Cái này bằng không khi nào? Đấy. Nào. Bây giờ lập bảng này, trước khi lập bảng này ta có này. X cộng 2 tất cả bình bằng 0 khi và chỉ khi x bằng âm 2, đúng không? Đúng không? Tiếp cái chỗ này, x bình trừ 2x trừ 3 bằng 0 khi nào? Trừ 1 phần 3 với x bằng trừ 1 với 3. Nghe cứ trừ 1 phần 3 ấy. Nào bây giờ kẻ bảng được chưa? Đấy, kẻ bảng sang bên này cho các bạn để đỡ tốn vở nhá. Nếu các bạn nhìn nó dễ thôi. Nào chúng ta viết tất cả các nghiệm vào. Nghiệm đầu tiên là âm 2. Đó, âm vô cùng đấy nhỉ? Hình như là như này. Mới viết nhỏ nhỏ âm vô cùng này. Âm 2, âm 1, 3, dương vô cùng, được chưa? À, cái đầu tiên là x cộng 2 tất cả bình. Cái thứ hai là x bình trừ 2x trừ 3. Và cái dòng thứ ba sẽ là gì? Sẽ là cả cái fx của chúng ta, đúng không? Đấy, thì các bạn xét dấu ở đây. Nào bắt đầu điền này. Có phải thằng này không bằng 0 ở đây không? Thằng này bằng 0 ở chỗ này và chỗ này không? Thế thì fx có phải bằng 0 ở đây và ở đây không? Chúng ta sẽ cho thằng này một gạch, cho thằng này một gạch và cho thằng này một gạch. Được chưa? Đấy. Nào, bây giờ chúng ta bắt đầu điền này. X cộng 2 tất cả bình thì nhìn này, x cộng 2 tất cả bình thì có âm nổi không? Chẳng cần biết trong trái ngoài cùng như nào, đúng không? Nhưng chỉ biết x cộng 2 tất cả bình không âm nổi, dương, 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 dương hết. Phải chưa? Còn dòng thứ hai có phải có 2 số 0, 2 số 0 thì nó bắt buộc cứ nhớ thấy 2 số 0 thì phải trong trái ngoài cùng. Ở đây A là dương, vậy trong trái là âm, ngoài là dương, 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 hiểu chưa? Đấy, cuối cùng fx dương ở đây này, chỗ này dương tiếp này, chỗ này âm, chỗ này dương. Đấy, vậy kết luận đúng không? Kết luận là fx dương khi nào? Nó hỏi dương đúng không? Hay âm? À, nhỏ bằng các bạn. À, tức là âm đúng không? Nhỏ bằng 0 khi nào? Tức là chỉ lấy âm thôi, đúng không? Khi x có phải là từ trừ 1 đến 3 không? Tại sao đoạn này lấy dấu ngoặc vuông? Đúng rồi, tại vì lấy cả bằng 0. Đủ chưa? Đoạn này đủ chưa? Chưa đủ. Tại trừ 2 bằng 0 có lấy không? Đúng không? Tại sao mình bỏ nó? Hiểu chưa? Và lấy nguyên từ chỗ này đến chỗ này thì có phải là từ trừ 1 đến 3 không? Hiểu chưa? Đấy, cái kết luận nó cũng là vấn đề đấy nhá. Đấy, cả lớp mình hiểu chưa? Ok.
về làm trắc nghiệm của cái phần này nhá, cái phiếu này nhá. Đấy. Ờ của hai dạng này thôi, còn dạng tìm mờ thì nó khó hơn, để hôm sau thầy dạy cái đấy. Cái bọn kia làm như đi chơi mà.